5 thói quen khi đi ngủ sẽ khiến bạn rất nhanh già. Thứ nhất, đó là đi tất khi ngủ. Dưới lòng bàn chân của chúng ta có rất nhiều kinh tuyến, năng lượng và mạch máu. Nếu chúng ta đi tất đi ngủ thì sẽ làm cản trở lưu thông máu của toàn thân, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Vậy nên các bạn đừng đi tất khi ngủ nhé. Thứ hai, mặc quần áo chật hoặc là áo ngực khi đi ngủ sẽ gây cản trở tuần hoàn máu trên cơ thể và vùng ngực, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tim và phổi của bạn nếu bạn có thói quen này lâu ngày. Thứ ba là buộc tóc khi đi ngủ. Điều này sẽ gây cản trở tuần hoàn máu não, khiến cho bạn dễ bị mất tập trung và hay đau đầu. Vì vậy, đừng buộc tóc khi đi ngủ bạn nhé. Thứ tư, tóc ướt khi đi ngủ sẽ dễ làm cơ thể bị ngấm lạnh và nguy cơ đột quỵ có thể xảy ra. Thứ năm, quên tẩy trang khi đi ngủ. Điều này sẽ khiến da bạn bị bít tắc lỗ chân lông, da bạn nhanh bị oxy hóa và dẫn đến lão hóa da sớm. Hãy tránh xa 5 điều này để phụ nữ chúng ta ai cũng được trẻ khỏe lâu bạn nhé. Và đừng quên giúp Thuận chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Bích Thuận cùng bạn khỏe đẹp mỗi ngày.